Xin chào các bác nhé. Hôm nay tôi chia sẻ với các bác bài mồi câu cá chép. Đây là bài mồi tôi vẫn hay dùng. Thì nguyên liệu gồm có 4 đến 5 kg ốc, một bát gạo tẻ. Đây là một bát gạo thính đen. Cái thính đen này là tôi cũng đã chia sẻ cách làm ở trên kênh đấy. Đây là cái thính mà dùng để làm mồi dụ câu cá giết cá chép mà tôi hay dùng để đi câu cá đồng ấy. Thì bây giờ thì trước khi làm, chúng ta sẽ rang một bát gạo lên, rang vàng lên. Sau khi nó đang còn nóng, chúng ta sẽ đổ luôn vào ốc. Ốc này thì chúng ta sẽ đập dập dập thôi, không đập nát quá. Gạo thì các bác cho rang vàng lên. Đấy, sau khi chúng ta rang một màu vàng vàng này, một vài hạt cháy nó sẽ bỏ ra, đổ trực tiếp vào ốc chúng ta đã đập khi vẫn còn đang nóng nghi ngút này các bác nhé. Đấy, khi gạo vẫn rang vẫn còn đang nóng vừa bỏng này các bác, cho vào đây. Sóc đều lên. Hello các bác, ủ khoảng trong một nửa tiếng. Mục đích là gạo rang nóng này để những cái con ốc mà nó vẫn còn nguyên này thì gặp nóng nó sẽ tiết ra cái chất tanh, thì cái thính ta sẽ giữ được lâu hơn. Sau khi ủ xong thì ta sẽ cho thính đen vào rồi lắc đều. Ta sau khi lắc đều, chúng ta sẽ ủ tiếp từ 30 đến 1 tiếng thì chúng ta đi đánh được, tối thiểu là 30 phút các bác nha. Như vậy là tôi đã chia sẻ xong bác bài một câu cá chép, để có thể cả chấm đen nữa. Xin chào bác và hẹn các bác vào những video tiếp theo nhé. Chúc bác câu được nhiều cá to. Nếu các bác thấy thích những video của tôi thì hãy chia sẻ và bình luận những ý kiến đóng góp để ủng hộ tôi nhé. Xin chào các bác. Đây, thần thủ này đang ngồi xem bố làm mồi. Hello. Đây là vườn rau nhà bà nội của tôi. Hy vọng hai bố con tôi hôm nay sẽ câu nhiều cá to. Bố sữa ơi con.